xin chào các bạn. Hiện tại bồn nước Thành Phát đang về ba chiếc bồn nhựa đứng 10.000 lít của Tân Á Đại Thành. Thì trước mặt mình đây là ba chiếc bồn nước của Tân Á Đại Thành, hàng đã qua sử dụng nhưng còn bảo hành 11 năm, sản xuất năm 2019. Thời gian bảo hành của nước này là 12 năm. Hiện tại là mình đang có 3 cái. Đó. Bồn nhựa này là bồn nhựa thế hệ mới, sử dụng 4 lớp nguyên liệu nhập từ Hàn Quốc. Thì các bạn có nhu cầu mua bồn mới hoặc tiết kiệm chi phí để mua bồn đã qua sử dụng của Tân Á Đại Thành thì xin liên hệ Thành Phát theo số điện thoại 0935 50 233 để được báo giá 3 bồn loại này. Bồn nước này để sử dụng cho chữa cháy nhưng mà công ty giải thể nên là bên mình nhập về 3 cái. Đó. Độ dày nhất của Tân Á Đại Thành. Đó, 3 cái. 3 cái. Giờ mình sẽ các bạn coi, các bạn nhìn nha. Ngoài các bồn nhựa đã qua sử dụng mình còn có cả bồn inox đã qua sử dụng. Dung tích đa dung tích. Đó. Sẽ xoay cái nắp ra. Đây các bạn có thể bên trong còn sạch sẽ nha, đối phóng luôn. Đó. Các bạn nhìn thấy chất liệu nhựa nó dày khoảng tầm cỡ rất là nhiều, nó dày bằng phải một bằng gần một đốt ngón tay của mình đó. Đó. Đó các bạn thấy không? Tất cả các loại bồn này thì rất là ok. Là cái thứ hai. Thấy mình ở trên cao không? Đây là chiếc bồn nhựa thứ ba các bạn nhé. Đó. Thì hiện tại cái nào này nó cũng mới như cái nào à? Không có gì là khó khăn cả. Thì các bạn có nhu cầu mua bồn nước nhựa inox luôn cái này không? Có tất cả các loại bồn nước nhựa inox cũ. Thì các bạn mua thì xin liên hệ mình để được báo giá nhé. Bây giờ thì mình leo xuống đây, các bạn nhìn thấy số của nó đây. Đây là lớp kem
Nó tem chống hàng giả của nó nằm ở dưới này. Nó tem chống hàng giả. Đó, logo tem, đây là dung tích là 10.000 lít. Đây này là sản xuất năm 2019. Nằm đây. Xin chào các bạn. Các bạn mua thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên hotline của mình nha. Chào các bạn.